tí. Rồi cháu lớn này đấy. Thôi là ở với ba má đấy. Vâng. Dạ, mời cho con cái nhà.
Vâng. Chơi vào đây không nắng này. Đây chơi không nắng. Không nghịch cát bẩn nhá. Không. Không nghịch cát. Không, đừng sờ tay vào con. Tốt nhất bây giờ chị đi làm mấy chụp ảnh đi chị ạ. Cứ quay cái mẹ. Em van chị rồi. Đừng nghịch cát bẩn. Đừng nghịch cát bẩn. Ra chỗ này chơi không đỡ nắng này. Tay phải quay. Ôi đi kìa. Này, em nhặt được một miếng cơm to. Thích cái gì lấy cái đấy. Được rồi, cái ấy rửa nó nắng đây. Rồi em nó để ngoài. Cô thả ăn vụng lâu á. Quay xem nào. Mình cắt nha.
Bỏ lên tay chân chưa? Bình đứng, bình đứng. Đi hát một bài đi. Đó, bố đứng nghe đây. Đứng đây hát lại nào. 2, 3. Con cò bé bé nó lờ cành tre, khi không hỏi mẹ biết đi đường nào, khi đi em hỏi khi về em chào em chung chi, mẹ có yêu em nào. Con nào nào, đi ra đây nào. Sư triệu là chú Phúc. Chú Phúc hát một bài đi. Bi trình diễn một bài đi nào. Giang đứng bên tre à? Bắt đầu hai chị em đi. Ta thương con vì con chăm mẹ. Mẹ thương con. Bác tưởng là Bi Bi ơi, nhớ con có làm sao bác? Cứng lắm. Cắn được không? Có ăn thịt bò thì dùng. Đây, đứa này là ngồi ngoài nhá. Ba đứa nhá. Không được xuống đây nhá. Đúng rồi. Đây mẹ con. Gì gì ông bỏ cho ăn đi. Cái này này, chị ơi, cái tay thật dài to. Gì thế? Bỏ thông báo, bỏ thông báo. Bỏ thông báo. Bỏ thông báo. Mẹ bị mệt à? Vâng ạ. Khổ. Vâng. 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 Đây là nước đang đun lên. Anh vào đây. Ông lăng đâu ấy? Lăng lăng bên. Đó. Vâng vâng. Anh em ngồi đó. Lăng ngồi bên này. Vâng vâng vâng. Còn một mâm bên kia là thành viên này. Ra đây. Chặt không ngồi được đâu. Ngồi được là đẹp, ngửa mặt trời. Đấy, thích vui thì ngồi đây.
Ở đây vui hơn không? Đèn đi luôn, chết rồi, người đầu công đấy làm nhà là phải tính được, phải ít nhất phải 3 người này là thoải mái. Sơn ngồi bao các cụ đang thiện thôi, em bà cũng đến thì ngồi đây xe nó tí nó lên, đang yếu điện nó không lên được rồi tạm vậy đã. Bước nằm đi chân ở thứ rơi ngồi đồng mẹ tí với chân bây giờ mới có xe ở trên đầu kìa nó rơi cạnh thôi bảnh bom, nó bom 5 mét thì nó to không, bom thả đúng cách hầm có 5 mét khói mù luôn, ngắn ụp cả, ú cả tay. Chắc nó gì nó bay ở đấy anh. Hả? Bom thế còn 5 mét bom thì thả thôi. Chắc đi chèo con đi nữa. Chắc là bom biết. Khói, khói. Bằng nhầm mảnh khói bom thì bom. Có bom. Thôi đây đây. Xem nào. Để cho nó lấy một tờ ấy. Xe tiền ra. Năm. Xe tiền ra. Xe tiền ra. Euro thằng nó đổi mất rồi. Không euro để cho bác Phương bên kia bác thấy. À đây đây câu đến đây để câu. Bác bảo thôi câu để tôi ra ngoài. Euro để câu. Anh để vào đây cho nó đông không lát nữa trả lại nhé. Thế xong tí hả Dương Thảo vừa quay. Anh tao đâu? Anh sẽ bỏ thêm mấy tờ nữa. Trời ơi. Bỏ thêm mấy tờ. Bỏ thêm đi. Thế để em cho từ từ bình tĩnh em cho mượn một tờ này. Để mượn đây. Mày có 10 à, tao có tờ 100. Thôi thôi đi mới để nó câu. Anh bỏ tờ 100 lên nữa, anh cứ bỏ cho em tờ 100. Nhưng mà nhớ trả lại đấy nhá. Rồi này. Nhớ trả lại đi. Ê, anh Tuấn à? Đấy thế. Ôi nào. Anh Tuấn nhiều thế. Để em xem. Ôi trả lại đi. Này, biểu dương lực lượng thế thôi. Biểu dương. Đâu bác là bên kia. Bác Phương. Còn bác Phương nữa. À, bác Phương mà lại có bác Phương. À quay đang quay để câu quay để câu. Đang dắt tình chưa? Bác dắt tình cho tôi. Đó. Đây là chó. Đúng rồi đó. Tính ngày ghi mất tí là gì lo. Rồi đấy, Tuấn ơi. Quay đi, Tuấn quay đi. Đây. Anh ghi sổ đi hả? Không phải coi sổ, ghi rõ chứ em ghi to chữ to chứ thiếu Phương Bắc nhá. Cất cái tay đi nào, Sơn bỏ cái tay ra nào. Chú Tuấn ra đại diện nộp rồi. Rồi, được rồi. Thế bây giờ còn cái tờ này là phần của chị Lan đúng không? Hả? Cái tờ này là của chị Lan đúng không? Để tao hết tiền. Mai tao tiêu. Đây, không quên làm nín lắm. Đây. Có cần phải em ghi chữ to vào đây là thiếu Phương Đức vào đây không? Mày quay chẳng sao. Cứ ghi rõ vào đấy để không, mày quay. Mày phải ghi một dòng là thiếu anh Đức, Đức. Xong rồi mà một dòng là thiếu Phương Đức. Không thì nói to lên để trong này nó nghe được kìa. Nói to lên. Không, bây giờ là thiếu anh Đức là còn một này, thiếu chị Phương là hai này. Đấy. Trong lòng dưới lại Đức Bông. Chấm. Quay to rồi. Phương riêng Đức riêng ấy. Cho hỏi chấm ở đây chứ. Phương riêng Đức riêng. Cho hỏi đeo cho cái than đấy. Có vẻ tốt không? Chưa? Được rồi. Rồi. Này cái đợt các bạn này. Cái này rất dễ hơn. Tiền 100 cơ mà. Hỏi Phúc, Phúc đâu rồi? Phúc chạy mất rồi à? Phúc chạy nhanh thế. Phúc nộp rồi. Đổi tiền. À, đi đổi tiền à? Đổi tiền 100. Đó là vừa chứ. Gọi Phúc để đổi tiền. Anh à, Khánh vẫn còn tiền 100 đấy, nộp được còn gì? Đổi ra tiền đô á. Cậu đi giúp. Thôi được rồi, cái tờ đấy.